Vâng, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Kỹ Sư Hẻm. Hôm nay Kỹ Sư Hẻm sẽ tường thuật lại cho các bạn xem trận đua hay nhất của đầu năm 2022 này, khi mà Su 10 tuổi trên chiếc Yamaha R15V3 đã chiến thắng tất cả các đối thủ của hệ Sport 150, UB 150 dưới 18 tuổi, có nghĩa là Su 10 tuổi nhưng phải đấu với những đối thủ ngoài trên 17 tuổi luôn. Trên màn hình là Su, đây là đội bạn, đây là Du và kỹ thuật viên đang khởi động và đẩy đến vị trí đúng của Du. Đây là bạn Huy, cũng là một thành viên trong đội của mình. Ở đây là kỹ sư Hẻm trong một cái hệ đua khác chứ không phải đua chung, lấy hình ảnh vô thôi đó. Bây giờ bắt đầu sẽ chuẩn bị tới giờ đua. Đây là một số hình ảnh tường thuật lại sơ. Đấy, đây là cái phút cuối mà Su chiến thắng đó. Su đã chiến thắng ở một cái khoảng cách rất là xuất sắc với những cái đối thủ 17 tuổi, 16 tuổi kế bên. Rồi bây giờ là khi mà bắt đầu ra sân thì các bạn sẽ thấy là Su trong trang phục đua có cái áo màu đỏ, đó là cái áo túi khí ha. Khi được lên là sẽ được mình đó, thì sẽ thấy là người đang áo xanh á sẽ cắm cái áo túi khí để bảo vệ Su tối đa những cái chất ngực. Rồi Su rất là hay ở trong vòng bấm giờ đã lấy cho mình vị trí podium hạng nhất đó, có nghĩa là đứng ngang vị trí số 1, còn Du là ở vị trí số 4. Số 4 qua bên kia đứng, mà đây là kỹ thuật viên đang quên mất vị trí nên sai vị trí. Đạo Huy sẽ bắt đầu phải đẩy qua bên kia vị trí. Đây là một lỗi của kỹ thuật viên với lại trọng tài chưa hiểu ý nha. À, Du đang được dạng giờ chỉ đạo là sẽ phải cố gắng lên. Du mang số đeo số 48, Du năm nay chỉ mới 8 tuổi thôi. Còn đây là Huy, Huy sinh năm 2K5, 17 tuổi. Và chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Đến với giải đua này thì tổng cộng có 8 tay đua, trong đó có Du là nhỏ nhất 8 tuổi, kế đến là Su 10 tuổi. Là tất cả các tay đua đã chuẩn bị xuất phát, có một tay đua đã bị tắt máy nên trọng tài đang đẩy. Thì ở cái video này chúng ta sẽ bị hụt mất mấy phút đầu của trận đấu, tại vì lý do là anh kỹ thuật viên của quay phim thì đang quay phim, anh quay cái này xong anh phải chạy vô anh bay máy bay flycam, nên chúng ta sẽ có những cảnh quay flycam. Đấy, bắt đầu là ở vòng này là vòng thứ tư thì Su vẫn đang dẫn trước đi đầu, và kế tiếp vị trí thứ hai là Huy cùng đội, và ở vị trí số 3 là một bạn mang số báo danh số 10 đang bám đuổi rất quyết liệt. Thì dĩ nhiên mới 3-4 vòng đầu thì chưa có ngã ngủ chuyện gì, thì từ vòng đầu cho tới vòng hôm nay thì Su đã hạng nhất. Vừa rồi là một pha đá hụt số của Su, các bạn có thể chú ý là lý do vì sao đá hụt số là có thể là do lúc đó là Su chưa có quen nhảy qua một bên thì nó bị hụt chân nên đá hụt số, đã khiến cho Su mất đi vị trí dẫn đầu. Vị trí dẫn đầu hiện giờ đang là của tay đua Huy. Rồi đây là vào cái khúc cua nhanh nhất để xem mọi sự có chuyện gì thay đổi không nhé. Đi đầu vẫn đang là Huy, Huy đang lấy cua trong và Su ôm cua ngoài. Có qua được không? Có qua được không? Không, không, không qua được. Su đã không qua được. Một cách lấy cua, Su lấy cua gọn hơn và tính đi cua ngoài để ăn ngay đồng đội. Nhưng mà xe của đồng đội thì UB 150 sẽ mạnh hơn Sport 150 của Su khá là nhiều, nên cái pha này là khó mà ăn được. Ở cái cua kế tiếp để xem Su sẽ làm gì. Su sẽ đi nhỏ hơn, đi vào bên trong và lấy đồng. À, cái này sao? Top dẫn đầu hiện giờ là có 4 tay đua đang bám đuổi rất là quyết liệt. Phía đằng sau tay đua số hạng 3 là có tay đua số 18. Đó, đây là camera flycam sẽ quay lại cái khúc cua vừa rồi. Đó, như các bạn có thể thấy 4 tay đua đang tranh chấp những danh hiệu nhất, nhì, ba, tư rất là quyết liệt. Và đây là một đoạn đường thẳng dài thứ hai trong trường đua Đại Nam. Đây là một đường cua rất là khó khăn. Với cái cua phải này thì có thể nói là rất là nhiều tay đua té ngã ở cái vị trí cua này. Su đã cắn cho sâu đích, liệu có thể qua được hay không, có thể ăn cua trong hay không. Cua trong không và Su đã ăn cua trong. Ở cái cua vừa rồi thì đã thắng quá sớm và Su đã thắng trễ và đi cua trong, nhưng xe của Huy thì mạnh hơn nên sau cái cua thì Huy đã lấy lại được vị trí hàng đầu. Và ở cái cua này xem Su sẽ như thế nào. Su lấy cua trong tăng tốc và đi cua trong vượt qua đối thủ đồng đội của mình hết tốc lực để nước rút ở đoạn đường thẳng dài nhất sân Đại Nam. Thật là tuyệt vời, Su vẫn đang dễ nhất.
hai tay đua phía đằng sau số 10 và số 18 vẫn bám đuổi rất liệt. Phía đằng sau đã có sự thay đổi vị trí, số 18 đã vươn lên hạng 3, số 10 đã tụt xuống hạng 4. Wow, và phải nói đây là tay đua số 18, là một tay đua trẻ 17 tuổi và có một chiếc xe cực kỳ mạnh, mạnh khủng khiếp. Mà cũng lát nữa các bạn xem, các bạn sẽ thấy là ở những cái đoạn đường thẳng đường trúc thì sẽ rất là mạnh hơn. Xe của Su hiện giờ là yếu nhất khi mà chỉ có khoảng 21 mã lực mà thôi, trong khi những con Uber 150 thì nó khoảng 25-26 mã lực. Thì bạn có thể chú ý là ở đường cua đó Su thoát rất là lẹ, nhưng mà ra đường thẳng á, xe không chịu nổi mấy chiếc xe Uber 150 đâu. Đó, vừa rồi là một cái ăn bó vỉa của Su rất là tuyệt vời. À, Su có vấn đề với cái chân bên phải. À, sau khi mà kỹ sư hẻm hỏi thì Su nói là cái lúc đó Su bị tê chân chuột rút nên giơ chân ra cho nó đỡ tê. Đây các bạn có thể nhìn cái góc quay kỹ hơn sẽ thấy Su sẽ đưa chân ra ngoài, chân phải đang ôm cua rất là ngon. Cái tự nhiên, ây da, tê chân quá, tê chân quá, ây da, tê chân quá, tê chân quá, bỏ chân xuống, bỏ chân xuống, ây da, tê chân quá. Hồ, tê chân thì tê chân nhưng vẫn hết ra nước rút nha mọi người. Này, cái ôm cái cua phải nên mình hay bị hố ở bên trái vô dách lắm. Đó, kéo cho cái sọc. Su vẫn đang dẫn đầu. Không còn nhiều vòng đua nữa, chỉ còn khoảng 4 vòng đua nữa mà thôi. Su đi cua rộng và ra rộng thì tốc độ quá lớn. Điều đó sẽ giúp cho Su luôn ở vị thế dẫn đầu mặc dù xe yếu hơn. Su không thể nào mà đi cua nhỏ hơn được, tại vì đi cua nhỏ hơn là bảo đảm. Ơi, một pha Huy tính xỉa của trong, nhưng mà Su đã ăn cái cua quá lẹ. Nếu mà Huy cố gắng chen vào mà không thắng thì có thể là một vụ tai nạn nó xảy ra. Nhưng mà rất may các vận động viên của chúng ta vẫn đang an toàn trên đường đua. Và đây là đoạn đường thẳng nước rút, có vẻ chỉ còn vài vòng nữa thôi. Ồ, Huy đã vượt qua đi bên phải Su và đi cua trong để xem Su có thể vượt qua không. Su lấn ra ngoài nhưng mà chết rồi. Su khi lấn ra ngoài đã sơ hở để khiến đối thủ đi hạng 3 chen vào trong. Đây là một lỗi sơ hở của Su khi để hở bụng bên trong ở cái cua kế tiếp, khi đó là cua phải. Thì kỹ sư hẻm đã nói với Su để Su sửa chữa lại vị trí này. Chúng ta một lần nữa hãy xem lại cái pha này. Đó, Su đã bị vượt cua trong, nhưng mà không sao, Su của chúng ta ở trận đua này rất là tự tin, rất là quyết tâm để giành chiến thắng bằng mọi giá. Su đã tập luyện 5 năm trời chỉ để những khoảng cách như thế này mà thôi. Đây là một cái cua phải, tuy là đi rất là đằng sau nhưng mà một cái cua đi tốc độ rất là lớn. Su chỉ cần một cái cua như thế là có thể bám ngay sát đích các vận động viên và hút đích, hút đích, hút. Đấy, các bạn có thể thấy tuy xe các vận động viên kia đường thẳng rút rất là nhiều nhưng mà ở trong cua Su rất là nhanh, vì thế nên hút rất là lẹ, hút sát đích, hút sát đích, hút sát đích luôn. Đó, mà thấy không, mình ra ga trước nhưng mà xe người ta mạnh hơn, bởi vậy nên Su có lợi thế là ra ga rất là sớm nên hút đích đối thủ rất là sát. Và đây là một màn chụp gió, ba đối thủ đi một đường thẳng chụp lấy gió của nhau để tăng tốc độ. Và ở cái cua phải này Huy đã thắng hơi chậm. Đây là một cái tình huống khiến cho Su ở đằng sau có thể rút ngắn khoảng cách. Liệu Su có đi cua trong? Không, Su đã lựa đi cua ngoài. Đi cua ngoài, bỏ hết ga và tăng tốc. Wow, ba tay đua có vẻ là 1-9, 1-10, nhưng mà lần này Su có thể vào không? Su đi cua nhỏ. Huy đã bị vượt, Huy đã bị vượt. Ôi, chiếc xe dẫn đầu, xe số 18 đã bị trượt và không biết vị trí có gì thay đổi hay không. Ai đang dẫn đầu đây? Ai đang dẫn đầu? Ồ, vẫn chính là số 18 dẫn đầu, kế tiếp sẽ là Su. Ba tay đua ấp cua tốc độ rất là nhanh. Rồi, mọi người thông cảm, chỉ sửa hẻm đang hơi sổ mũi tí xíu ha. Wow, một cái cú ăn cua trong xỉa vào đối thủ rất là tuyệt vời, đã giúp Su lấy lại được hạng nhất. Và hiện giờ Su số 84 hạng nhất, xỉa, đối thủ có vẻ đã hơi trùng tay một tí xíu. Và Su đã ăn ngay cái cua đó, không chần chờ, cực kỳ dứt khoát, không để cho sơ hở, không để cho đối thủ có một tí xíu nào có thể gọi là chuẩn bị được cái pha đó cả. Đây là một pha đối thủ đi đã bị trượt bánh. Su đi rất là rộng ở cái cua, vẫn đang ở vị trí dẫn đầu và sau cua Su đã giảm rất là xa. Như các bạn chú ý, chỉ một đoạn đường thẳng như thế này thôi mà các tay đua đã có thể rút lại. Chúng ta hãy xem lại pha vừa rồi ha. Su đi ôm cua tốc độ rất là nhanh, ôm cua và mở ống ra rất là sớm, đi rộng
đối thủ phía sau thì trượt bánh, con su đã mất tích. Rồi các bạn có thể thấy tình huống này ha, khoảng cách giữa su với đối thủ đằng sau mặc dù đã ra ga sớm, rất là sớm, nhưng mà hãy xem đối thủ phía sau hút đích rồi. Chỉ đúng một đoạn đường thẳng là các bạn đã thấy là xe đối thủ mạnh hơn để có thể bó sát được xe của su. Wow, cái pha thật là tuyệt vời, lấy một cái vỉa phải thật là hay. Và đây là một cái cua trái. Các bạn có thể chú ý su luôn đi rộng và ra rộng hết lên. Đấy đúng là một cái line của tay đua, có nghĩa là lúc nào cũng hết ga, hết ga, hết ga. Vì thế nên xe của su lúc nào cũng lẹ hơn đối thủ trong cua. Nhưng mà ra đường thẳng thì ôi thôi, thua rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Ra đường thẳng thì tiêu rồi. Đấy các bạn hãy xem đối thủ đã hút đích xác, mặc dù su ra trước và đối thủ đã vượt qua. Có qua được không, có qua được không, có qua được không. Nhưng không được, su đã vẫn giữ ga và ôm cua và quyết định là ăn cua ngoài luôn của đối thủ. Vào tới cái cua này có một đối thủ đã bị bắt vòng. Đó, bạn chạy trước có nghĩa là bạn chạy chậm quá nên bị bắt vòng. Và theo luật trường đua là bạn nào bị bắt vòng thì sẽ bị loại ngay lập tức, mà không được làm ảnh hưởng tới vận động viên phía sau. Sau đó vượt qua, xe trường đua còn lại cũng không bị vướng bận gì cả. Xu đi cái cua quá nhanh, các bạn có thể chú ý, xu đi cái cua quá nhanh. Trong khi hai đối thủ thì thắng rất là nhiều, xu thì lướt rất là lẹ. Vậy nên cái cua này xu luôn dẫn đầu với cái lợi thế là giãn khoảng cách. Đó, các bạn hãy coi lại ha, ở một góc flycam như thế này chúng ta sẽ coi được rõ hơn. Xu ôm rất là rộng, xu lấy line rất là rộng hơn tất cả các đối thủ và ra ga sớm hơn tất cả các đối thủ. Wow, với tốc độ trong cua như thế này thì khoảng chừng tầm từ 60 cho tới 90 cây số một giờ tùy vào cua. Ở đoạn đường thẳng phía bên đây thì su có thể đạt được tốc độ 110-120 cây số một giờ. Và ở đoạn đường thẳng dài nhất ở bên kia có thể đạt tới 130-140 cây số một giờ. Đây là một cái cua cũng rất là khó, nhiều đối thủ cũng sẽ té ngã nơi này. Một cái cua trái cực kỳ rộng. Wow, bạn có thể thấy xe đối thủ có thể là đu rất là lẹ chỉ sau cái cua mặc dù bị giãn trước. Điều đó chứng tỏ là xe của đối thủ rất là mạnh. Vị trí thứ ba thuộc về Huy. Huy đang rất là bám đuổi quyết liệt phía đằng sau. Đây là một trận chiến mà có thể nói là ba tay đua thì đã có hai tay đua cùng một đội. Wow wow wow, liệu su có mất vị trí số 1? Không, su không mất vị trí, su luôn giữ tốc độ rất là sâu và nhanh ở trong cái cua này, nên khó mà có đối thủ nào có thể vượt qua được cái cua số 1, 2, 3 này. Hay quá Su ơi, hay quá Su ơi. Su đã tăng tốc. Có những lúc mà Su tăng tốc ra tới ngoài lề cỏ luôn, có nghĩa là Su ra ga quá sớm. Đây, đây là một cái cua mà Su bắt bài các đối thủ khi các đối thủ đi cua nhỏ, còn Su đi tốc lớn. Dĩ nhiên khi đi cua rộng thì nó có cái lợi thế, đó chính là cái gia tốc của xe rất là lớn để mà mình sẽ lấy được vô cái cua kế tiếp. Với thành tích ở trận đua này, Su đạt 1 phút 25 giây một vòng. Đó, vừa rồi là một pha chẻ từ bên trong chẻ ra để lấy cua. Các bạn có thể thấy xe đối thủ bắt đầu rút, 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 rút. Rút tới sát thì đích luôn, thấy chưa? Xe mạnh chưa? Nhưng mà không sao, Su cầm xe yếu thôi chứ nài của Su thì rất là cứng. Và các bạn hãy biết là kỹ sư hẻm trong năm nay chỉ mới tập đúng một bữa trên sân Đại Nam này thôi. Tất cả các vận động viên bên mình đều như thế. Và có thể nói đây là một bất lợi khi mà đấu ở sân khách. Khi mà tất cả các đối thủ còn lại thì đa phần là đều ở sân Đại Nam hết và ăn nhầm đồng dễ ở sân này. Nhưng mà không sao, Su chấp hết, Su cần hết. Liệu đường thẳng này Su sẽ ra làm sao? Đối thủ đã bám sát đích xe, bảo đảm đối thủ sẽ qua được, qua được, qua được. Đối thủ đã qua được rồi, đã đạt đường thẳng, xe đối thủ quá mạnh. Nhưng mà Su có nhả không? Ồ, Su không nhả, Su nhất quyết là Su đi bên trong mà không nhả cua. Điều đó khiến cho Su vẫn đang ở vị trí dẫn đầu. Vị trí dẫn đầu vẫn đang là thuộc về Su. Những dòng đấu rất là cam go và quyết liệt. Nhưng một tí xíu nữa đây thì mình xin nói trước là camera nó sẽ bị tắt khi mà chưa kết thúc. Thì lý do kỹ thuật là máy bay đã bay đâm vô cái bảng điều khiển đó, chứ mặt là cái bảng bên phải đó, đâm cái bùm vô gãy xuống, rớt gãy cam luôn, mất tín hiệu. Thì cái
cái vị trí nhất nhì ba sẽ luôn thay đổi từ những dòng này cho tới những dòng cuối, và ở cái lap cuối cùng thì Su đã bị vượt qua hạng nhì, nhưng mà ở ngay những khúc cua cuối cùng thì Su đã lấy lại được hạng nhất và giành được đích. Su đã chiến thắng là hạng nhất, Huy hạng nhì và bạn số 18 hạng ba. Thì hai vận động viên nhất nhì đều là cùng thuộc team kỹ sư hẻm Racing Team. Rồi, cho bạn có thể nghe được giới thiệu ha. Xin cảm ơn mọi người, chúc mọi người có một video thật là vui. Mọi người hãy cổ vũ cho Su nhé. Su mới 10 tuổi thôi, Su rất là vui, rất là trẻ và dễ thương. Mọi người hãy ủng hộ Su nhé.